ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên chúc tất cả các bạn, các chị, các chị sức khỏe, rất nhiều niềm vui và được luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. À, này, để giới thiệu với các bạn một vài cái dòng xe Kia và dòng số khá là đẹp và đây các bạn rất nhiều cùng áo này. Và với chiếc xe đầu tiên, em cũng xin giới thiệu với các bạn, các chị là một cái chiếc xe Honda Lee. Đây là chiếc xe Honda Lee. Các bạn, đây chiếc Honda Lee rất là đẹp, màu vàng đậm, màu vàng đắt kim, rất là đẹp. Còn với tinh đồ, xe này được bảo vệ inox toàn thân xe, chống đầy cũng như là chống va chạm luôn nha các bạn. Và một cái chiếc xe này là có cái hệ thống xăng điện tử FP nên chạy nó rất là ngon và nó rất là bền. Và đặc biệt là xe ly này là ly cái mẫu đời cuối của cái mẫu này, các bạn tem hoa văn kèm và logo là mạ gọi như là màu vàng, rất là đẹp, rất là sang. Ly tem hoa văn rất là đẹp luôn. Và với chiếc xe Honda Ly này em, nó mang biển số 59F1 57685, thì mình cũng muốn bán chiếc xe Ly này với giá là 14.800. Honda Pacifica đèn led. À,
VC đèn LED màu, xe này là màu sáp bạc, màu xám cũng được mà màu bạc cũng được các bạn, rất mới. Xe này là VC có đèn LED đời sau các bạn, nên nó rất là đẹp và đi rất là ngon. VC đi đường xa đường thường cực kỳ ngon luôn. Em này mang biển số là 59X271620. Và với chiếc xe VC này thì mình mong muốn bán chiếc xe VC này với giá là 37 triệu nha các bạn. 37 triệu. Ngoài chiếc VC đó còn bán VC này nữa nha các bạn, màu đỏ cũng rất là đẹp, rất là mới luôn. Và chiếc VC màu đỏ này á thì rất là mới luôn, zin nguyên bản 100% luôn, đẹp lắm. Chiếc xe VC này nó mang biển số là 59Z112913. Thì với chiếc xe VC này thì mình mong muốn bán với giá là 28 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda NSMOD màu trắng tuyệt đẹp. Chiếc ngoài kia là màu xanh tiên thanh, thì một chiếc này là màu trắng, màu trắng chinh nguyên, màu trắng ca mây, rất là mới luôn, màu trắng mới tinh. Honda NSMOD màu trắng không một vết chạy luôn, rất là mới, rất là đẹp. Xe này thì các bạn phải đi là tự nhiên là rất là đẹp, rất là thời trang và rất là bền, không có hư hỏng quạnh, đi xa rất là tốt luôn. Và với chiếc xe Honda NSMOD này em nó mang biển số 59C155694. Thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda NSMOD này tuyệt đẹp này với giá là 45 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda. Đây là chiếc xe Honda AB Thái tuyệt đẹp màu đen cam. Honda AB Thái tuyệt đẹp màu đen cam. Rất là mới luôn, xe riêng. Xe riêng nguyên bản luôn. Đây là 16.000. Gần 17.000. Rất là mới luôn. Thì với một cái chiếc xe Honda AB Thái tuyệt đẹp này, em sẽ mang biển số là 59X200142. Thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda AB Thái này với giá là 48 triệu 500. 48 triệu 500 nha các bạn. Chiếc xe Honda AB Thái tuyệt đẹp. Cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe rất là cá tính. Đó là một chiếc xe Yamaha Exciter 135 hai càng. Hai càng. Xe này thì các bạn nam đi rất là cá tính và rất là đẹp luôn, và tốc độ đi khá là cao luôn. Xe rất là mới, đẹp rin, máy móc là coi như ngon, cực kỳ ngon luôn. Xe Exciter máy móc là zin nha các bạn, máy móc là zin. Exciter 2000 màu trắng xanh RGB. Và xe này được cái là hồ sơ cầm tay, hồ sơ cầm tay luôn nha các bạn. Có nghĩa là khi các bạn các chị tới mua là sẽ được xuất hóa đơn liền, bấm biển số liền, hoặc là chuyển về tỉnh đăng ký liền luôn, không có phải đợi rút hồ sơ, bởi vì mình đã rút hồ sơ rồi, sẵn cầm trên tay rồi nha các bạn. Và với chiếc Exciter này thì mình mong muốn bán với giá là 58 triệu nha các bạn. Chiếc Exciter cực đẹp luôn, cực đẹp luôn. Và kế nữa là một cái chiếc xe đẹp không kém, đó là cái chiếc xe Honda Future LGT. Đó, có các bạn các chị mà thích về dòng Honda phổ thông, đây là Honda Future LGT, bánh mâm bánh đĩa tuyệt đẹp, đầu nồi như lớn, mới tinh từ trên đến dưới luôn.
full bình xăng đầy luôn á các bạn. Đi được 33.000. Rất là mới luôn. Một chiếc xe Honda Fit Trail dán keo nguyên chiếc luôn nha các bạn. Dán keo nguyên chiếc luôn. Số 51R56039 số thật đài luôn các bạn. Và với một cái chiếc xe Honda Future Neo GT đó. Future Neo GT còn rất là đẹp, rất là mới như thế này thì mình mong muốn bán với giá là 39.500 nha các bạn. 39.500 cho một chiếc xe Honda Future Neo GT tuyệt đẹp, zin đầu nồi chưa rớt, máy móc nguyên zin, keo nguyên chiếc, không thể không có được chỗ nào luôn. Rồi, đó. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn một chiếc xe màu đỏ, đó là Honda Future X. Đó là xe Honda Future X. Chiếc xe Honda Future X này cũng có FE, phun xăng điện tử nên chạy rất là mốc và rất là ngon các bạn, đi xa rất là đậm. Là 26 triệu nha các bạn. 26 triệu.
xe chờ này không, nhưng mà thường mình không có thích cái màu đó đó. Đây cái màu này, cái màu đỏ đó. Vậy thì các bạn đi chiếc xe Honda Fusion GT, GT và phần bánh đĩa màu đỏ, xe rất là sạch, xe zin đầu nồi rất là sạch, máy móc nguyên zin, mua về là chỉ việc đi lên, không có cần sửa chữa bất cứ hay là sửa bổ cho cái gì hết các bạn. Em này mang biển số 52X3 7326. Xe thì rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn. Thank you.